Bích Phượng xin kính chào quý vị. Hôm nay Chủ nhật ngày 16 tháng 7 2023. Đến với VTV tối nay gồm có phóng sự cộng đồng và chính đề Việt Nam phần chính. Để mở đầu, Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi phóng sự sinh hoạt nhà Việt Nam do Võ Thành Nhân thực hiện. Kính thưa quý vị, vào trưa ngày 8 tháng 7 năm 2023 vừa qua, tại phòng đọc sách Cô Giang ở Phố Trước Virginia, nhà Việt Nam đã phối hợp với lại VATV để thực hiện một cái chương trình nhằm tìm hiểu về vấn đề bảo trợ người tị nạn Việt Nam được tái định cư tại Hoa Kỳ. Diễn giả chính là chị Grace Bùi và nhạc sĩ Nam Lộc từ California qua Zoom Video. Mở đầu thì chị Đỗ Như thay mặt ban tổ chức trình bày lý do buổi họp mặt, sơ lược chương trình và giới thiệu chị Grace Bùi cùng cử tọa. Sau đó thì chị Grace Bùi có một số những cái chia sẻ về lý do tại sao chị có mặt ở Thái Lan và chị đã hợp tác như thế nào với một số những cái chương trình để mà giúp những cái thuyền nhân hoặc là những người đi tị nạn bằng đường bộ đến Thái Lan. Thì sau đây là sự chia sẻ của chị Grace Bùi. Ở bên Thái Lan, nhóm người Phượng là đông nhất, nhóm người Hồng Mông cũng đông, rồi sau đó là nhóm người Kinh là người Việt Nam, và nhóm thứ tư là nhóm người Khmer Khô. Người Khmer Khô đó là họ là công dân Việt Nam nhưng mà họ sống ở giữa cái ranh giới giữa Cambodia với lại Việt Nam, do đó họ cũng bị đàn áp giống như là người Việt Nam, người Việt sống ở Việt Nam. Thì nhưng mà mình còn một nhóm nữa rất là đặc biệt mà ít người nào để ý tới, đó là cái nhóm thuyền nhân. Nhóm thuyền nhân hiện bây giờ đó là chúng ta có khoảng 17, 18 gia đình mà còn bị kẹt lại. Có người thì đã được quy chế rồi, có những người thì chưa được quy chế. Những người đó lúc mà năm 90 khi mà chạy đóng cửa thì họ bị bắt buộc phải trở về Việt Nam. Những người mà tình nguyện trở về Việt Nam thì đã đi theo cái chương trình growth mà là của Bắc Khoa đó. Thì còn những người mà bị cưỡng bức về Việt Nam thì sau này họ lại trốn vào lại Thái Lan. Thì những người đó có người có quy chế và những người không. Trong phần chia sẻ của chị Grace Bùi thì chị trình bày cái lý do chị đến Thái Lan làm việc trong 9 năm qua. Và chị cho biết cái hoàn cảnh khó khăn của đồng bào chúng ta đang sống tại Bangkok và vấn đề tái định cư cho họ hiện nay rất là quan trọng. Về phía cử tọa mà chúng tôi ghi nhận được có mặt ở trong cái ngày để mà tìm hiểu về làm thế nào để mà bảo trợ người tị nạn Việt Nam qua chương trình tái định cư của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đó, thì chúng tôi ghi nhận có bà Tấm Mộng Qua, nhà văn Lê Thị Nhị, ông Đinh Hùng Cường, ông Đào Hiếu Thảo, trưởng Phạm Ngọc Sơn, trưởng Phạm Tường Vũ, ông Nguyễn Tấn Phước, tiến sĩ Nguyễn Xuân Can, chị Minh Thúy và rất đông thành viên của nhà Việt Nam. Đặc biệt là chúng tôi ghi nhận có ông Hoàng Long luôn luôn có mặt trong những sinh hoạt của nhà Việt Nam thì cũng đã có mặt ở trong cái buổi để mà tìm hiểu về cái chương trình giúp người tị nạn như vậy. Qua Zoom Video Meeting thì nhạc sĩ Nam Lộc đã tạo một cái sự thông hiểu cho quý đồng hương quan tâm và biết phải chuẩn bị về tài chính vừa về tâm lý và thực hiện đúng cách khi mà nộp hồ sơ bảo lãnh đến Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Và bắt đầu chúng ta bước vào cái bước quan trọng là làm thế nào để chúng ta có thể tìm được một cái nhóm để bảo trợ cho mình. Bây giờ chúng ta sẽ trở lại cái cũ anh Nhân. Vâng, chúng ta trở lại cái cũ. Chúng thay vì watch cái đó, bây giờ chúng ta trở lại để chúng ta bước vào cái phần. Dạ, anh click lại vào chỗ start. Dạ, xuống dưới nữa anh ạ. Vâng, anh kéo dùng chút xuống dưới nữa. Dạ, nữa ạ. Nữa, nữa. Vâng, rồi, quý vị top đó anh ạ. Dạ, thưa quý vị thấy, đầu tiên, theo cái chương trình này thì chúng ta cần phải có một cái nhóm 5 người ạ. Đó là việc đầu tiên. Chính phủ Hoa Kỳ muốn là dù có bảo trợ cho một gia đình hay 10 gia đình thì họ cũng muốn là cái nhóm bảo trợ chúng ta gồm có 5 người. 5 người này là trên 18 tuổi ở cùng một thành phố và đồng thời những người này phải là thường trú nhân hoặc là công dân Mỹ. Vâng. Đồng thời tất cả những người này cần phải qua cái tiến trình thứ hai. Là có phải có cái background check
tức là mình họ make sure đây đây là những người có hành kiểm tốt và những người không có bị ảnh hưởng, không có bị tiền án, và tức là cả năm người này đều phải qua cái tiến trình kiểm tra lý lịch của mình. Vâng. Thì nếu quý vị muốn muốn biết thêm thì quý vị tự click vào trong đó, nhưng mà bây giờ cho phép chúng tôi được nói một cách tổng quát anh Nhân nhé, tức là chúng ta chỉ có vâng, chúng ta chỉ nói tổng quát, còn nếu quý vị muốn chi tiết thì quý vị sẽ click vào trong đó ạ. Dạ vâng. Bây giờ sau khi mà chúng ta có 5 người rồi và chúng ta chuẩn bị để mà những người này sẽ điền vào những cái đơn để họ làm kiểm tra lý lịch, thì kế đến họ yêu cầu chúng ta phải tham dự một cái cuộc huấn luyện gọi là complete cái training. Và cái cuộc huấn luyện này đó họ chỉ đòi hỏi một trong số 5 người có ý định bảo trợ đó, 5 người trong cái group of five đó, nhóm 5 người đó, chỉ cần một trong 5 người đó tham gia một cái chương trình huấn luyện này mà thôi. Chương trình này sẽ được thực hiện online, nó kéo dài vào khoảng từ 4 đến 5 tiếng tùy theo cái sự thu nhận nhanh chóng của mình, cũng như là tùy theo vấn đề Anh ngữ. Nhiều người chưa quen, cũng có thể giỏi Anh ngữ nhưng mà chưa quen thì nó chậm hơn những người khác. Nhưng mà chúng ta phải hoàn tất, và sau khi hoàn tất thì họ sẽ cấp cho chúng ta một cái certificate, tức là một cái chứng chỉ. Dạ vâng. Kế đến họ sẽ yêu cầu chúng ta nên tham dự vào một cái application support session. Họ sẽ giải thích cho chúng ta cái vai trò người bảo trợ như thế nào, và chúng ta có những câu hỏi liên quan đến cái trách nhiệm của người bảo trợ thì họ cũng sẽ có thể trả lời trong cái session này. Và dạ vâng, kế đến họ sẽ yêu cầu chúng ta nên tham dự vào một cái application support session. Họ sẽ giải thích cho chúng ta cái vai trò người bảo trợ như thế nào, và chúng ta có những câu hỏi liên quan đến cái trách nhiệm của người bảo trợ thì họ cũng sẽ có thể trả lời trong cái session này. Cuối cùng, một cái lẽ quan trọng hơn cả là chúng ta phải hoàn tất một cái welcome plan, tức là một cái kế hoạch chào mừng những người này. Họ sẽ hỏi thăm xem là trong 5 người của quý vị đó thì người nào sẽ trách nhiệm việc ví dụ như là đưa những người tị nạn đi làm giấy tờ social security, xin trợ cấp y tế, xin trợ cấp tiền mặt, hay là làm giấy tờ cho các con em họ đi học, hay là người nào sẽ phụ trách vấn đề công ăn việc làm. Khi nếu người tị nạn có đau yếu thì người nào sẽ phụ trách đưa họ đi bệnh viện, hay cái trung tâm y khoa nào, ở đâu, ở phố nào, thì họ muốn chúng ta hoàn tất cái kế hoạch bảo lãnh đó càng nhiều càng tốt, càng kỹ càng tốt. Và sau cùng thì họ yêu cầu chúng ta hãy chuẩn bị để mà gây quỹ. Gây quỹ có nghĩa là trong 5 người này, nếu quý vị muốn bảo lãnh cho một người tị nạn thì chúng ta cần phải có số tiền là 2.375 đô la để bảo lãnh cho một người. Nếu quý vị muốn bảo lãnh cho một gia đình 4 người thì quý vị mình nhân 4 số tiền này lên. Và số tiền này thì họ không biết là một trong 5 người có hay là cả 5 người hùn lại, họ không cần biết, miễn là cái nhóm của quý vị, cái group of five của quý vị phải có cái số tiền là 2.375 nếu quý vị muốn bảo lãnh cho một đầu người. Và quý vị không cần phải nộp cho ai, quý vị cứ để trong cái nhà băng của mình, và nếu mà và đồng thời đưa cho họ cái statement thôi chứ không phải nộp cho họ. Và dĩ nhiên sau cùng thì chúng ta sẽ nộp đơn là submit application. Thì thưa quý vị, đây tức là cái thủ tục để cho quý vị hội đủ cái điều kiện để trở thành một người bảo trợ hay là một nhóm bảo trợ. Và sau 2 giờ buổi họp chấm dứt, trưởng phòng Phạm Ngọc Sơn có đề nghị là nên chuẩn bị thật kỹ cho một cái welcome package. Và tiến sĩ Nguyễn Xuân Cang có cho biết rằng anh đang có và đã thực hiện xong rồi và sẽ chia sẻ cùng mọi người. Và trong chương trình bảo lãnh tư nhân do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa ra đấy, không phải là mới, nhưng mà đối với cộng đồng người Việt chúng ta đó thì chúng ta mới bắt đầu biết từ đầu năm 2023 cho đến nay.
Và kính thưa quý vị, kết quả của buổi họp là một cái danh sách của các thầy cô và anh chị trong vùng ghi danh để mà họp bàn một kế hoạch cụ thể để giúp đồng hương chúng ta đang kẹt tại Thái Lan. Và bài tường trình của chúng tôi về buổi họp tại phòng đọc sách Cô Giang làm thế nào để giúp chúng ta tái định cư tại Hoa Kỳ cho đồng bào của chúng ta qua chương trình bảo trợ tư nhân của Bộ Ngoại giao đến đây xin được tạm ngưng, và chúng tôi sẽ có những chương trình kế tiếp để tìm cách để mở rộng cho sự hiểu biết của chúng ta và giúp chúng ta bảo lãnh nhiều hơn số người hiện đang kẹt ở tại Thái Lan. Kính thưa quý vị, chương trình VTV đến đây xin tạm ngưng. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo. Phở 75 Centerville sẽ khai trương trong tháng 7 tại địa điểm mới 6053 Centerville Crossland, Centerville, Virginia 20121.